xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, các bạn trong nhóm ngũ cô nương đi tìm việc làm thêm bởi cuộc sống của các bạn đang gặp nhiều khó khăn hoài và tâm an đã đến gặp anh huỳnh người đã xin cho tâm an bán cà phê ở một quán cà phê quen thân anh huỳnh hứa sẽ tìm việc cho các bạn sự quan tâm ân cần của anh huỳnh khiến cho các bạn đoán già đoán non là anh huỳnh thích hoài hoài cũng cảm nhận rõ sự quan tâm của anh huỳnh nhưng hoài né tránh việc quan trọng bây giờ là các bạn của mình ai cũng sớm ổn định để học tập làm thêm ngoài giờ học vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống vừa có thêm kinh nghiệm thực tế trong khi đó hạnh chi lại khiến cho các bạn suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ bạn bè của hạnh chi với nhóm bạn khác câu chuyện tiếp theo như thế nào bây giờ các em sẽ theo dõi chuyện dài học trò phố huyện của nhà văn nguyên hương qua giọng đọc của anh như ngọc nhé vừa khởi lên thì mẫn lù lù đứng trước mặt tôi sao hoài đứng đây ánh sáng tím tím mờ mờ nhưng mắt mẫn thì tôi thấy rõ nét ngạc nhiên vẻ ngạc nhiên khiến tôi nổi sung đứng đây thì sao có sao đâu tại mình với mấy đứa bạn đang ngồi trong này mà thấy hoài nên nên cái gì à mình tưởng hoài cũng uống nước nên Nói nhanh rồi mẫn ra dấu như thôi chào nghe và chậm chậm bước vô quán. Tôi nhận ra mình muốn mẫn đứng lại với mình cho đến lúc Tâm An và Tú Quyên ra. Đứng một mình như thế này thật kỳ cục. Nhưng lỡ nặng giọng với mẫn mất rồi, tôi cắn môi nhìn ra đường, có cảm giác như bất cứ ai đi ngang qua đều liếc nhìn mình với cái túi. Chợt mẫn dừng lại. Tại vì thấy hạnh chi nên bọn mình đoán thế nào hoài cũng tới nhưng sao hoài đứng đây mà không vô hạnh chi tôi nhìn mẫn mẫn quay trở lại đối diện với tôi thấy có hạnh chi tụi mình đoán thế nào ngũ long công chúa cũng có mặt đông đủ mà cắt bánh lâu rồi sao bây giờ mới thấy các bạn tới nghĩa là nhóm của hạnh chi chuyển tới quán này tổ chức sinh nhật tôi nhích chân nghiêng người nhìn vô quán đèn bên trong màu tím đậm hơn nên không thể thấy rõ mặt người chỉ lô nhô mái tóc và bờ vai mẫn chỉ tay vào cái bàn ngay giữa quán tụi mình ngồi kia tuệ chi, ngọc, thiện, dũng lớp lý và vài đứa nữa tôi không nhận ra mặt có một tên con trai cao hẳn lên một cái đầu tất cả đang nhìn ra ngọc đưa tay vẫy tôi hạnh chi đâu tôi hỏi phòng ở bên trong quán này có một phòng dành riêng để tổ chức tiệc vui vui cũng hay lắm Hôm nay sinh nhật thằng Dũng mà bọn mình tới trễ nên bên Hạnh Chi dành phòng trước rồi. Mà sao Hoài với Tâm An và Tú Quyên tới trễ vậy? Sao Hoài lại đứng đây? Tôi đang ậm ự trong cổ tìm cách trả lời thì Tú Quyên và Tâm An đã đi xa. Hai đứa nhảy lên xe đạp thật nhanh không đáp lại cái nhìn như chào của Mẫn mà có lẽ cũng vì tối quá. Tôi đạp theo sau, được một đoạn dài thì hai đứa mới chậm lại, tôi hỏi: có chuyện gì vậy, họ chịu không?" "Không." Tú Quyên lắc đầu, Tâm An nói, "Mình tới trễ, họ nói trưa nay mới có người rồi. Hai đứa tao thấy hạnh chi đang ở trong đó với mấy đứa, nhìn khác kinh khủng luôn." "Khác sao? Nó đẹp như là diễn viên vậy." "Đẹp bằng Tú Quyên lúc đang bơi không?" Tâm An khựng lại rồi chợt bật cười. "Ờ, mình cũng vô lý quá, thấy Tú Quyên bơi đẹp thì thích." còn hãnh diện nữa mà hạnh chi ăn mặc đẹp với bạn bè mới thì lại thấy không vui. Tú Quyên thở phì ra. Thôi kệ, hạnh chi có bạn khác là quyền của nó. Với lại tụi mình giờ bận bịu làm thêm, chẳng lẽ bắt nó cứ ngồi nhà mà chờ tụi mình rảnh. Bây giờ tới quán nào nữa đây? Còn một quán nữa. Tôi nói, lệ trời là trưa nay chưa có ai tới xin. Nhưng mà lần này tao không đứng ngoài giữ xe nữa đâu. Lần này tao đứng ngoài, tâm an buông tay trái khỏi ghi đồng dí đầu ngón trỏ xoa xoa cái mụn trên chóp mũi có khi lúc nãy là tại tao ló đầu vô quầy trước bà chủ tưởng xin việc cho tao nên từ chối khéo nói bậy tú quyền gạt ngang tâm an điềm nhiên chạy bàn quán xá là việc chẳng ngon lành gì nhưng mà lại kén người lắm nếu là minh thi đưa cái mặt của nó ra thì không cần người họ cũng muốn nhận vậy nếu cái mặt của tao với hoài mà người ta chịu nhận thì đi thi hoa hậu được đó hả tú quyên nói và ba đứa bật cười quán thứ hai có sân rất rộng tấm bảng hiệu răng đèn quanh hai chữ hoa đăng nhấp nháy mời trào trên cao nhưng thấp phía dưới là dàn hoa rủ xuống những nhánh lá mềm thẫm màu đong đưa trong đêm tối đèn ở đây màu hồng ánh huyền hoặc bàng bạc lung linh trên những khoảng tối khoảng sáng bên trong khiến ba đứa tôi bất giác chùn chân lại tôi tưởng mình lầm nhưng không đúng quán này quán ban ngày sao khác với quán vào buổi tối quá cả ba đứa đều cúi nhìn áo quần mình đang mặc quần tây áo sơ mi vậy thôi bỗng thấy mình xấu xí ghê gớm lần trần một hồi rồi tôi và tú quyên dè dặt đi vào nhạc giặt dìu không khí mơ màng khó tả một cậu con trai cài nơ trên cổ áo cúi chào, giọng lễ phép, chừng như bấy lâu chỉ chờ đón hai đứa tôi thôi. Dạ, thứ hai chị muốn chọn bàn trong nhà hay ngoài vườn ạ? À? Tôi muốn gặp chủ quán. Tú Quyền đĩnh đạc trả lời, bàn tay xuôi theo người với qua bấm tay tôi. Cậu con trai ngay lập tức, ng dạ, như là biết trước yêu cầu này và sẵn sàng đáp ứng. Cậu chỉ vào một cái bàn, dạ mời hai chị ngồi chờ chút xíu bà chủ sẽ ra ngay hai đứa tôi đi đến cái bàn giữa hai chậu cây cảnh lòa xòa cành lá ghế mây kiểu lưng dựa ngả về phía sau nên vừa ngồi xuống là cảm giác thư giãn dễ chịu lan tỏa toàn thân cố thẳng người nhưng kiểu ghế rất mời mọc cứ bỗng nhiên mà kéo thân mình duỗi xuôi theo chiều ghế ánh đèn mờ du mi mắt tú quyên thì thầm tao muốn ngủ luôn ở đây quá người đàn bà mặc váy dài phủ gót chân tiến lại gần giọng bà mượt mà hai cô bé tìm tôi dạ người đàn bà ngọt ngào xin mời hai em vào trong nhà tú quyên và tôi nhìn nhau không đứa nào nhúc nhích bỗng mất tự tin và thấy mình ngố khủng khiếp đường tới nhà trong là một khoảng rộng mênh mông tối om cánh tay tôi liên tục bị cành lá cọ quẹt quen mắt tôi nhìn thấy những mái lá nho nhỏ nhấp nhô giữa những lùm cây um tùm hình như có tiếng thở dài đâu đó gọi là nhà trong nhưng đó chỉ là một phòng chứa đồ đạc bộ bàn ghế cũ kỹ giữa những thùng bia và những hũ rượu mùi cà phê trộn với mùi men và đủ thứ mùi khác gây cảm giác khó chịu ánh đèn màu hồng khiến bên ngoài huyền ảo lung linh bao nhiêu thì khiến bên trong này mù mờ bấy nhiêu người đàn bà gọi ai đó mang bình trà tới rồi duyên dáng ngồi xuống cái váy ôm khiến hai chân bà trụm lại rất điệu đàng kiểu của bà như một phu nhân đang ngồi giữa một biệt thự sang trọng nụ cười của bà thật khó tả bà nhìn tôi và tú quyên chăm chú trong không gian mù mờ cái nhìn chăm chú của bà khiến tôi ớn lạnh tôi thấy miệng lưỡi mình cứng đơ nếu là tâm an lẽ ra tôi phải là đứa đứng ngoài giữ xe mới đúng không có tâm an nhìn Tú Quyên cũng rụt rè. Và hình như tại không khí nơi này nữa, sự cách biệt kỳ quạc giữa nhà ngoài và nhà trong mơ hồ. Tú Quyên dậm lên chân tôi và vang lên một tiếng choang. Cú đưa chân của Tú Quyên đã đụng phải một cái vỏ chai dưới gầm bàn. Và hình như nhờ tiếng choang này mà Tú Quyên vội cất tiếng nói như để lấp đi cái vụng về của mình. Tụi cháu thấy để bảng tuyển nhân viên nên muốn hỏi Hai em có gia đình ở đây không? Dạ có, nhưng không phải xin cho hai đứa cháu Mà xin cho đứa bạn Người đàn bà thoáng một chớp mắt Vậy à, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ 17 Bạn có gần ở đây không? Dạ ở huyện Huyện nào? Anna Như thế này nhé Người đàn bà đứng lên nhẹ nhàng như khi ngồi xuống Công việc ở đây đơn giản lắm chẳng mệt nhọc gì mà được nhiều tiền em nhắn bạn ra gặp tôi rồi bàn công việc sau tôi và tú quyên dạ rồi đứng lên theo bà ra khỏi cửa chưa thấy nhẹ cả người cả tôi và tú quyên đều hít thật sâu như là cả hai đứa nãy giờ trong phòng nín thở vậy tiếng sột soạt vang trong những lùm cây hai đứa tôi nắm tay nhau đi một mạch khi nhìn thấy tâm an ôm cái túi thu lu đứng trước sân hai đứa tôi chợt cười thành tiếng được rồi hả? Chưa? Sao cười vui vẻ vậy? Cười mày. Tú Quyên vừa nói vừa nhảy lên xe. Tâm An quăng cái túi qua xe Tú Quyên. Tao làm gì mà cười? Cái túi quỷ sứ này làm ai ra vô cũng nhìn như là tao đợi trời tối bỏ nhà đi hoang vậy. Kể nghe, nói cái gì trong đó mà lâu dữ vậy? Tao tưởng người ta mời hai đứa mày nhâm nhi cà phê chứ. Ê, mà cái quán này nhìn sao sao ấy. Sao sao là sao? Thì tao thấy ra vô toàn là đàn ông, không có học trò nhí nhố như quán bên kia. Đứng gần 10 phút mà tao thấy 10 ông đàn ông, hai ông đi ra, tám ông đi vô. Bộ hai đứa mày không thấy gì trong đó hả? Nói thiệt là thấy lâu quá, hai đứa mày không ra, tao định đi báo công an. Ê, anh Huỳnh kia. Chiếc xe gắn máy ngược chiều dừng lại. Anh Huỳnh trong bộ đồ thể thao mỉm cười ngạc nhiên. Ba cô nương làm gì ở đây? Uống cà phê ở đây à? Anh Huỳnh nhìn lên tấm bảng hoa đăng nhấp nháy. Sao im lìm vậy? Hả? Giọng anh chớm lo lắng. Có chuyện gì vậy? Dạ không, không, không có chuyện gì. Tú Quyên lý nhí. Anh Huỳnh đưa tay nhìn đồng hồ rồi liếc cái túi của Tú Quyên. Từ lúc rời bể bơi tới giờ chưa về nhà hả? Dạ. Ba cô nương định đi đâu nữa? Dạ, tụi em cũng định về anh huỳnh ngập ngừng một chút rồi rồ máy xe thôi về đi anh đi đây tiếng xe phóng đi tâm an vụt nói hai đứa mày đoán anh huỳnh đang nghĩ gì không nghĩ gì thế nào anh huỳnh cũng nghĩ ba đứa mình làm cái gì xấu xa ở quán này trời coi chừng là tú quyên mất việc làm mất việc không sao tú quyên lầm bầm nhưng sợ người ta nhìn mình khinh bỉ thôi Hoài, học trò trường chuyên mà sao dắt tụi tao đâm đầu vô cái quán này? Suy luận của tâm an khiến trên đường về không đứa nào nói một lời. Tưởng tượng bị anh Huỳnh khinh bỉ và hình dung nhiều người khác cũng nói mình xấu xa. Suốt đêm tôi không ngủ được. Cái mùi của căn phòng mù mờ cứ phảng phất. Tôi thấy mình ngu khủng khiếp. Nhưng thật không hiểu tại sao ban ngày nhìn cái quán rất giản dị hiền lành lại thêm tấm bảng tuyển nhân viên chứ không phải là tiếp viên như những tấm tôi đã tránh gần sáng tôi thiết đi mơ thấy bà chủ quán hoa đang ôm mình vào lòng tôi bỏ chạy khuôn mặt hạnh chi hiện ra buồn bã tao có làm gì đâu mà tụi mày giận bà chủ quán hoa đang nhìn hạnh chi bằng con mắt rực lên mừng rỡ tôi cầm tay hạnh chi chạy như điên và giật mình thức dậy đầu hơi đau nhức tiếng băm chặt từ dưới bếp đều đều vọng lên Tiếng cười của Trâm và giọng chị Phu Trời ơi, vẽ cái gì không vẽ mà vẽ bếp núc làm chi vậy? Má tôi cầu nhau Hôm nay không bận nói chuyện điện thoại với đứa nào hay sao Mà xuống đây bày vẽ cho chật chỗ vậy hả? Tiếng Duy cười Nghệ sĩ đó má ơi Tôi đi xuống bếp Trâm đang vẽ Mặt tuy cười cười nhưng đâm chiêu như một họa sĩ thực thụ mắt nheo nheo chăm chú nhìn mấy cái chảo thức ăn bốc hơi nghi ngút như lần đầu vậy còn duy thì tay phải cầm ổ bánh mì tay trái là một hộp sữa tươi vừa ăn vừa uống vừa đi qua đi lại liếc mắt ngắm nghía kiểu của nó là chỉ chờ có cơ hội là châm chọc má vừa lắc đầu nhăn mặt thở dài vừa cười đầy cái nồi xích về phía góc tường Rõ ràng má sợ châm say xưa trong cơn cảm hứng quá mà cùa chân tay đụng lung tung. Và cũng rõ ràng là dù nhăn mặt vậy, nhưng má tự hào có đứa con có một khả năng đặc biệt mà không phải con ai cũng có. Chị Phu, chị Tuyền kéo cho gọn những cái rổ, cái thau đang bày lung tung để dễ tiện tay làm mà không phải đi vòng qua chỗ châm đang để xá vẽ. Thấy tôi duy hình mũi bức tranh này mà đoạt giải thì cái bếp nhà mình tiếng tầm lẫy lừng nghe chị Hoài. Tôi mỉm cười muốn tham gia một vài câu trêu chọc cùng Duy cho vui và cũng là để thoát khỏi cảm giác trì trệ lạ lùng nơi mình. Nhưng thốt lên câu, thi gì mà đoạt giải. Giọng tôi khúc khắc đến nỗi má lo lắng. Đứng mấy ngày ở cột đèn nắng mưa, muốn bệnh rồi phải không? Duy reo lên, a à, mai mốt chị Trâm ra cột đèn vẽ chị Hoài đang dơ gậy lên phạt người ta. Chà, oai phải biết, nhà mình có hai con gái, một làm công an, một là họa sĩ. Có im đi không? Trâm gắt đền, làm người ta bị phân tâm bây giờ. Nhưng... Duy mà còn léo nhéo thì trong cái chảo trên bức tranh này không phải là con gà quay mà sẽ là Duy quay. Tất cả mọi người đều bật cười Cả ba tôi đang ở nhà trên cũng cười vọng xuống, duy tuét miệng to nhất. Vậy thì không phải cái bếp nổi tiếng mà là em sẽ lẫy lừng. Được rồi, muốn lẫy lừng như vậy thì sẽ được như ý. Trầm quay giá vẽ về phía Duy và nhúng bệt cây cọ vào đĩa màu. Duy che mặt lại và chạy biến lên nhà trên, hộp sữa văng từng giọt trắng đục trên nền bếp. Mấy cái đứa này! Má la lên không khí quen thuộc khiến tôi tỉnh táo lại rửa mặt xong nước mát khiến cái ý nghĩ lung tung trong đầu lắng xuống tôi ăn tô hủ tiếu và đi tới cột đèn như thường lệ không phải ngọc mà là mẫn lớp trưởng đang đứng cạnh cột đèn mẫn nói chào hoai cho trực trung hôm nay nghe ngọc đâu bị đau nghỉ tôi nhìn qua cột đèn đối diện bên kia đường cũng không thấy tuệ chi thay vào đó là thiện hùa tay nháy mắt ra dấu chào tuệ chi cũng bị đau à tôi hỏi ừ tối qua các bạn vui không có gì mà vui tụi mình đâu phải đi chơi làn xe đông nghẹt giờ cao điểm ùa tới khiến hai đứa không nói thêm gì được nữa khi xe đã vắng mẫn hỏi tối qua sao các bạn không đi chung với hạnh chi đâu có được mời tôi trả lời rồi ngay lập tức thấy mình chua chát vậy là vô lý tôi vội nói thêm đó là sinh nhật của bạn riêng Hạnh Chi mà. Hạnh Chi? Mẫn buột miệng rồi không nói tiếp nữa. Tôi trêu chọc. Hạnh Chi làm sao? Không học chung lớp mình mà Mẫn cũng biết rõ quá mà. Mẫn không vừa. Ngũ lòng công chúa thì ai mà chả biết. Cả bên công lập với bán công còn biết nữa là... Biết sao? Học siêu? Vậy thôi à? Còn nhiều cái khác nữa nhưng... Nhưng sao? Hạnh Chi... Lại Hạnh Chi. Tôi cười chợt nhớ bài thơ về chiếc lá dũng tặng minh thi từ năm ngoái mẫn lắc đầu thật nhanh không phải vậy không phải cái gì tại mình thấy mà thôi tự nhiên nói ra ta tưởng mình gì gì nữa thì vô duyên lắm tôi cười mẫn không nói ra thì tôi cũng đoán biết qua lời tú quyên kể lại thì hẳn tối qua hạnh chi ăn mặc rất thời trang trong khi chỉ với cái áo dài đi học bình thường hạnh chi cũng đã rất dễ thương rồi mà lại là trong quán cà phê chứ không phải là lớp học nghiêm trang. Mặt tôi chợt nóng gian, nhớ tới hoa đăng. Anh Huỳnh sáng nay đưa Tú Quyên và Tâm An đến bể bơi, có hỏi chuyện tối qua ba đứa tôi làm gì trước cái quán đó không nhỉ? Mẫn nhìn đồng hồ. Hoài nè, giờ này vắng Hoài đứng một mình nghe, mình về nhà một chút sẽ ra ngay. Ừ. Định bước đi rồi Mẫn đứng lại. Hoài không thắc mắc mình về nhà làm gì à? Câu hỏi làm tôi ớ ra nhìn lại Mẫn. Hoài không giống các bạn nữ khác. Mẫn nói, các bạn khác mà nghe có chuyện gì đó một chút xíu thôi là truy hỏi cho ra tới cùng. Còn Hoài thì... Nhưng Mẫn về nhà thì có gì mà truy hỏi? Bộ Hoài thấy mình hay về nhà giữa giờ lắm à? À, tôi cười. Mình tin đây là lần đầu tiên lớp trưởng về khi đang làm việc. Nhưng có gì đáng thắc mắc đâu mẫn hít một hơi như định nói gì đó rồi mím môi chìa cây gậy cho tôi và quay đi phía bên kia một tên con trai cao lêu nghêu dừng xe lại cạnh thiện rồi cả thiện và tên con trai cùng đưa tay lên vẫy vẫy mẫn mẫn ngoắc nhìn tôi một cái nắng trói khiến mắt mẫn nheo nheo rất kỳ cục có chuyện gì chuyện gì mẫn úp mở muốn cho tôi biết mà không tiện nói tôi có liên quan gì tới mẫn và nhóm bạn của mẫn đâu những tên con trai thật lạ có khi chẳng có gì quan trọng, nhưng thiện là đứa tinh quái, thích bày chuyện ra để kéo con gái vào cho thành chuyện cũng nên. Mẫn vừa đi thì Tú Quyên và Tâm An đạp xe tới. Nụ cười trên môi hai đứa tươi giói, dù nắng ngược chiều, khiến mặt máy nhăn lại. Nhìn là biết, công việc như ý rồi. Vẻ tự tin trở lại trên nét mặt khiến Tú Quyên tinh anh và sinh động như thùa nào. Tôi định hỏi anh Huỳnh đâu, nhưng nhớ tới hai đứa tối qua tự dưng trêu chọc tôi với anh huỳnh nên tôi thôi không hỏi tôi đứng im chờ hai đứa tự nói tú quyên nhướng mắt mày không hỏi anh huỳnh đâu à quỷ sứ tôi bật cười và bỗng nhiên nóng bừng mặt mũi tim đập nhanh mình làm sao vậy cố giữ bình tĩnh tôi hỏi sao tới thanh thanh có gặp tên tóc hai mái không con trai của chủ nhà hay cũng là người làm công thôi con trai nó có vui vẻ khi thấy hai đứa mày không? Sao lại không? Khi bà nó cho biết lương tháng bao nhiêu, nó còn sợ tao chê ít từ chối nữa kìa. Ê, nói vậy không phải là mày thích tao đâu nghe. Nếu tao không lầm, thì nó có vẻ mong minh thi. Sao mày biết? Thì khi tao về, nó hỏi, cái mũ dạo này sao vậy? Lẽ ra phải hỏi, cái mũ đâu rồi, sao không thấy mới đúng? Tâm An nói, thôi đừng bắt bẻ nó, tội nghiệp những kẻ đang ấm ớ, thường ngốc ngốc vậy. Tôi nói, nếu nó hỏi han Tú Quyên một cách bình thường thì tức là nó không để ý Tú Quyên. Còn cứ hỏi han về người khác để có cớ nói chuyện thì đích thị là... Tâm An nheo mắt. Mày có kinh nghiệm rồi hả? Không giỡn. Tôi làm mặt nghiêm. Lương tháng bao nhiêu? Phơi phới. Phơi phới là sao? Là đủ ăn no và ngon. Cả học thêm nữa. Nói rõ ra đi. Năm trăm ngàn quả là con số lý tưởng. Còn chỗ ở thì sao? Khuôn mặt vui vẻ tinh nghịch của Tú Quyên chừng lại. Rồi Tú Quyên và Tâm An nhìn nhau. Một chiếc xe đạp chèn qua vạch trắng. Tôi đưa gậy lên theo quán tính. Cô bé trên xe lè lưỡi lùi lại. Giọng Tú Quyên khe khẽ. Tụi mình tìm chỗ nào khác trọ chung đi Tâm An. Rồi mai mốt có thêm minh thi cùng. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng... Rõ ràng là tối qua Tú Quyên về chỗ của Tâm An đã xảy ra chuyện gì đó mắt tâm an tối sầm lại. Tú Quyên húng hắng ho như một người già. Đã có bao giờ như vậy chưa? Nếu có thì sao, tao dám ở một mình được. Tâm an dầu dĩ trả lời, rồi đưa tay lên mân mê mấy cái mụn quanh mũi. Mà cũng tại mày đẹp quá cho nên... Tao xấu xí, nên từ trước đến giờ có sao đâu. Chẳng phải tại đẹp xấu. Tú Quyên gắt lên, mày không xấu, chỉ tại mặt bị mụn thôi. Mà cũng tại vì mày thức khuya quá, lại làm nhiều việc mà chẳng phải đẹp xấu trước đến nay phòng mày có bốn đứa từ hồi hè tới giờ thấy chỉ một mình mày người ta không biết tối qua bất ngờ có thêm tao chuyện đó là vì mày chứ không phải vì tao mày thử nghĩ nếu lúc đó mà không có tao thì sao vai tâm an rung lên rồi trên khuôn mặt bướng bỉnh và luôn bất chấp hoàn cảnh hai dòng nước mắt lăn dài xuống má từng giọt thật to rơi xuống ngực áo chuyện gì vậy Tôi hỏi nhỏ. Hỏi để mà hỏi, có thể đoán biết chuyện gì rồi. Lão chủ nhà nửa khuya gõ cửa phòng. Tú Quyên nói qua hai hàm răng cắn lại. Thôi, tờ màn nghẹn ngào, đừng nhắc lại chuyện đó Tú Quyên. Tú Quyên thở phì ra. Mắc gì mà mày khóc, loại đó không đáng cho mình khóc. Lau nước mắt đi, tao có việc làm thì tao sẽ trả tiền phòng cho cả hai đứa mình, mày đừng lo. Bây giờ mày đi học tiếng Anh đi, tao sẽ tìm chỗ trọ rồi trưa mày học về hai đứa mình lấy đồ đạc chuyển đi luôn tâm an lặng lẽ lau nước mắt rồi đạp xe đi tú quyên và tôi nhìn theo vạt áo rộng thùng thình cho tới khi tâm an chỉ còn là một đốm nhỏ xíu giữa dòng xe cộ giọng tú quyên xìu xuống tao nói cứng vậy cho tâm an nó yên lòng chưa trưa nay tao và mày dù thêm vài đứa nữa cùng đi lấy đồ đạc với nó nghe nghĩ tới lúc phải đi tới cái nhà đó tao ớn quá nhớ tới những tiếng gõ cửa khuya, tao vẫn thấy lạnh mình. Tưởng tượng nếu mà... Vợ lão đâu? Thì ở nhà chứ đâu. Nhưng mình cứ rủ thêm đông đông cho chắc. Lỡ lão làm cái quỷ gì đó ai mà biết được. Mà mày có thấy tâm an dạo này xấu đi nhiều quá không? Gầy hơn, mặt mụn nhiều. Tối qua tao ngủ được một giấc rồi mà mở mắt ra thấy nó vẫn còn thức học. Đang mùa hè mà nó học vậy sao không mụn cho được? Nó nói học lớp cấp tốc bài vở nhiều lắm không lấn qua giờ ngủ là không có đủ thời gian không biết mai mốt tao vừa làm vừa học có cố gắng được như nó không mày sướng hơn đó sướng sao mày may mắn có được việc làm đúng khả năng còn tâm an thấy nó say bột tao mày sao tôi im bặt không biết nói sao nữa mẫn từ xa đi tới nụ cười trào trên môi tắt dần khi thấy tôi và tú quyên mặt mũi lặng lờ không khí chợt ngượng ngùng cho cả ba đứa rồi mẫn nói tuệ chi và ngọc khỏe rồi chiều hai bạn đó sẽ đi làm việc mình trở về bên trật tự đô thị lại mẫn mới đi thăm bệnh nhân à tôi hỏi ừ bọn ở trọ tụi mình khi đau ốm cũng này nọ qua lại một tí các bạn đừng hiểu lầm đèn đỏ bật sáng chiếc xe gắn máy duy nhất từ từ chậm lại bên này vạch trắng anh huỳnh tim tôi chợt đập nhanh anh hướng về tôi và tú quyên với nụ cười nồng hậu rồi anh chạy xe ép vào lề đi về phía hai đứa tôi mắt anh nhìn tú quyên vui vẻ chào đồng nghiệp tú quyên đỏ mặt rồi nhoẻn cười sung sướng em cảm ơn anh không phải nói cảm ơn vì ông bà chủ Thanh Thanh đã cảm ơn anh quá nhiều rồi. Anh bắt đầu cảm thấy ân hận đây. Vì từ nay, bể bơi nhà văn hóa đã có đối thủ đáng ngại. Anh sợ rằng khách sẽ đổ về Thanh Thanh hết mất. Này, anh đã xin được việc cho cô bạn Minh Thi của em rồi đó. Ô, cả tôi và Tú Quyên cùng reo lên. Khoan vội mừng. Anh Huỳnh băn khoăn, công việc chạy bàn thật ra là không khó xin nhưng đó lại là công việc quán xá rất phức tạp anh chỉ sợ mặc dù là chủ quán rất hiền nhưng khách thì không phải lúc nào cũng hiền các cô nương hiểu không dạ hiểu hai đứa không hẹn mà cùng đồng thanh gật đầu trả lời thật to khiến anh huỳnh bật cười các cô nương có kinh nghiệm chuyện này rồi hả dạ đâu có có hai quán là thanh thanh và sơn nữ nếu minh thi làm ở thanh thanh thì anh yên tâm hơn nhưng tiếc là hơi xa đi làm ban ngày như Tú Quyên thì được, chứ quán xá đường khuya bất tiện lắm, còn sơn nữ thì ngay ở phố đây thôi. Sơn nữ không yên tâm bằng Thanh Thanh hả anh? Tôi buột miệng hỏi khiến anh Huỳnh lại bật cười. Đó là anh so sánh sơn nữ với Thanh Thanh vì chủ quán Thanh Thanh là chú thím của anh. Anh nhìn tôi với cái mỉm miệng diễu cợt. Còn nếu so sánh với cái quán hoa đăng của Hoài thì... Tôi đỏ bừng mặt mũi, hẳn sáng nay tú quyên và tâm an đã khai ra hết rồi đỏ mặt nhưng đồng thời tôi cũng thấy nhẹ nhõm vậy là anh huỳnh đã biết lý do tối qua chúng tôi có mặt ở hoa đăng vậy nhé nhắn bạn em đến quán cà phê sơn nữ ở khu mới gặp cô thu liên khi các cô nương lãnh tháng lương đầu tiên nhớ khao anh một trầu anh huỳnh nổ máy xe tú quyên đá vào chân tôi rồi vội nói nhanh anh xin cho tụi em thêm một việc nữa được không Hả? À, Tú Quyên im bặt, mắt anh Huỳnh từ Tú Quyên chuyển qua tôi. Hai đứa tôi cúi gằm xuống. Thật chẳng biết điều tí nào. Có vẻ như chúng tôi đã lạm dụng lòng tốt của anh. Hơn vậy nữa, lợi dụng, làm như anh là một người... Hoài cũng phải đi làm mà. Giọng anh nhẹ nhàng, dạ, tôi ấp úng. Tú Quyên nhanh nhỏ. Cũng là bạn thân của Hoài trong nhóm tụi em, chỉ một đứa nữa thôi. Tú Quyên, Hoài, anh Huỳnh vừa nói vừa xòe những ngón tay đếm. Tâm An, Minh, Thi. Giờ là ai nữa đây? Dạ là Tâm An. Tâm An. Sao hôm nọ khoe với anh là sắp làm cô giáo? Dạ chỉ mới sắp thôi, chứ bây giờ chưa. Còn hơn tháng nữa Tâm An mới thi lấy chứng chỉ B. Có chứng chỉ B người ta mới cho dạy. Nhưng lỡ thì mà không lấy được chứng chỉ B thì sao? Câu nói của anh Huỳnh làm hai đứa tôi ngớ người. Quả là không đứa nào nghĩ tới điều này khuôn mặt ngày càng nhiều muộn và gầy như không thể nào gầy hơn nữa nếu tầm an thì rớt tầm an học giỏi lắm tú quyên bật ra à anh chỉ nói vậy thôi đừng tự chuốc lo âu làm gì anh huỳnh nói nhưng công việc trong một tháng thì anh chưa nghĩ ra có khẩn cấp lắm không dạ khẩn cấp lắm có chuyện gì vậy anh có ý kiến này mấy cô nương nghe được không là gì vậy anh lâu dài thì khó, chứ một tháng thì các cô nương không giúp nhau được sao? Anh phụ một tay nữa, rồi cho anh gia nhập nhóm của các cô nương luôn. Mắt anh cười lấp lánh. Tâm An nó... Tú Quyên bối rối, nó tự ái không chịu đâu. Nói với Tâm An là mai mốt lĩnh lương cô giáo trả lại cho anh em mình sau, làm sao tự ái được phải không? Hai đứa tôi không ngờ anh Huỳnh thực hiện lời nói ngay lập tức. Anh thò tay về phía túi quần sau, móc một cái ví da màu đen và lấy ra hai tờ giấy bạc một trăm ngàn. Cả tôi và Tú Quyên bỗng nhiên giấu cả hai tay ra sau lưng. Anh mỉm cười, đưa hai tờ giấy bạc cho Mẫn. Em cầm giúp hai cô nương này dùm anh. Vậy nhé, anh đợi các cô nương khoe tin thi đậu thủ khoa. Anh phóng xe thật nhanh, không kịp cho hai đứa tôi nói lời cảm ơn. Mẫn cũng nhìn theo, rồi Mẫn cúi nhìn hai tờ giấy bạc trên tay, anh này mình thấy quen quen. Im lặng một hồi mẫn cả quyết. Chắc chắn mình đã gặp ở đâu rồi. Các bạn có định lấy tiền không hay là trả lại? Câu hỏi làm hai đứa tôi lúng túng. Tất nhiên là không nên tự nhiên mà cầm tiền của người khác. Nhưng ngay lúc này mà tâm an có chừng này tiền. Và như anh Huỳnh nói, một mình tôi, một mình Tú Quyên thì không được. Nhưng nếu mỗi đứa góp một ít... Tôi trở thấy giận mẫn. Hỏi như vậy đâm ra khó cho tôi và Tú Quyên quá có muốn lấy cũng hại ngùng. Nhưng anh Huỳnh đã nói lương cô giáo tâm an sẽ trả lại. Tú Quyên nhìn Mẫn rồi nhìn tôi, hai vai co lại. Tôi chợt nhớ tới có lần Minh Thi nói, con trai cùng lớp chỉ là con nít, con trai bằng nhau là coi như em. Quả đúng, Mẫn thật con nít so với anh Huỳnh. Kiểu Tú Quyên nhìn Mẫn là biết nó cũng đang suy nghĩ giống như tôi, mà một thằng con nít thì Tú Quyên thầm thì vào tai tôi, mày nghĩ sao tôi hỏi lại con ý mày tú quyên hạ giọng thấp hơn nữa đằng nào tụi mình cũng mang ơn anh huỳnh rồi mày công nhận không tôi gật đầu mẫn nghĩ tụi mình có nên nhận không tú quyên nói to với mẫn nhận rồi mai mốt trả thì đâu có sao phải không mẫn chìa hai tờ tiền cho tú quyên tú quyên cầm lấy với vẻ thờ ơ nhất rồi nghiêng đầu sát tai tôi cái thằng này không lịch sự tí nào lẽ ra nó phải nhét vào tay mình mới đúng rồi tú quyền nói to tao đi tìm chỗ trọ đây, chưa tao ghé lại đây, tụi mình cũng đi lấy đồ đạc với tâm an dù thêm vài đứa nữa biết dù thêm ai đây mấy bữa có ngọc với tuệ chi nhưng hôm nay hai đứa bị đau mất rồi tú quyền liếc mẫn và thiên đứng bên kia đường rồi thở dài tụi bọn con trai là chắc ăn nhất nhưng sợ tâm an không đồng ý hay là kéo theo hai đứa em của tao miễn đồng đồng là được chứ gì ừ tú quyền cười hai đứa em của mày ngang bằng với một tiểu đội xung kích. đến trưa tôi ra điện thoại công cộng gọi về nhà dặn Trâm và Duy ăn cơm sớm rồi ra cột đèn. đầu bên kia Trâm vừa trả lời vừa nhai cái gì nhóp nhép. ra cột đèn làm gì à chị Hoai? đi dọn nhà cho chị Tâm An. Trâm ừ một tiếng. dọn về đâu? về chỗ trọ mới. chị Tâm An sắm thêm nhiều đồ đạc quá nên phải tìm chỗ rộng hơn hà chị Hoai. tôi ừ rồi cúp máy có lẽ trong đầu trâm đang là hình ảnh tâm an ngày đầu đến nhà với những cái thùng thật to và thơm mùi mới tấm poster của tam ca áo trắng thật bắt mắt dán lên tường đúng như vậy đúng như tôi đoán trong cái đầu của trâm vẫn là bạn bè tôi vô tư vui vẻ tinh nghịch ăn học và chơi nên khi gặp tâm an trâm ngạc nhiên tròn xoe mắt sao chị gây go dữ vậy chị có bị bệnh không Tôi huých vào hông châm ra hiệu im lặng. Châm nhìn tôi, mắt tràn đầy thắc mắc. Thôi đi, chưa nắng quá, mình đi nhanh lên. Tú Quyên hối thúc. Tôi hiểu Tú Quyên muốn át đi vì sợ châm, vô tư thốt thêm nhiều điều chạnh lòng khác nữa. Chúng tôi đạp xe theo Tú Quyên. Châm sau cú hích của tôi trở nên dè dặt Chỉ còn Duy vẫn hồn nhiên, chỉ sợ dây thun dài cuốn nhiều vòng ở yên sau xe đạp. Chị thấy chừng này buộc được mấy cái thùng, tôi ậm ừ thấy thương tâm an vô cùng trâm đạp xe sát vào tôi chị tâm an bị sao vậy chị hoài cà phê mất giá từ lâu rồi tâm an phải vừa học vừa làm kiếm sống hiểu không Trầm gục gạc đầu em hiểu rồi nhưng sao bất thình lình mà kêu dọn nhà giữa trưa nắng trang trang vậy tại ông chủ nhà tôi bật ra rồi vội ngậm miệng lại không nên nói với Trầm những chuyện như vậy nhưng tôi không ngờ trâm tự đoán được phần còn lại nó hạ giọng thì thào ông chủ nhà có ý đồ xấu với chị tâm an hả chị hoài mắt trâm nheo tít lại dưới nắng mà có làm sao không thôi im đi tôi gắt lên trâm không biết là chính câu hỏi của nó làm tôi ớn lạnh cả tôi và tú quyên cũng chỉ ngầm hiểu với nhau thôi chứ không dám thốt lên tên gọi của hành động đó một cách thản nhiên như trâm mắt duy tròn xoe khi dừng lại trước căn nhà thấp lụp sụp bám đầy sêu chị tâm an trọ ở đây hả à, chị hoài duy hỏi nhỏ tôi gật đầu và ra hiệu đừng nói nhiều tú quyên liếc nhìn tôi còn tâm an thì bật ho liên tục chúng tôi dựng xe và rón rén đi vào kỳ cục là cảm giác như mình phạm tội ngang qua căn phòng đầu tiên nồng mùi bột chua trầm huých vai tôi mà không nói gì bà chủ nhà lừ lừ đi xa mắt bà nhìn từng đứa. Vẻ sởi lời lần đầu tôi thấy biến mất như không hề có. Một món tóc ươn ướt rũ xuống khuôn mặt vốn đã mập tròn, giờ sưng xìa, nhìn rất đáng ngại. Đột nhiên tôi thấy sợ. Giọng tâm an lặng lặng. Bác cho cháu trả phòng. Ờ, trả thì trả. Có tiếng chân sau lưng bà, rồi dáng thô to lừng lững của người đàn ông có khuôn mặt bè bè, óc rậm hoe hoe dựng lên. Ông nhìn chúng tôi qua vai người đàn bà bằng đôi mắt trắng đục. Trầm huyết vai tôi, người đàn bà lạnh lùng. Dọn đi ngay bây giờ hả? Dạ. Ừ, um, đi đi. Sau tôi hai tiếng đi đi cụt lùn, bà chống nạnh mắm môi miệng lại. Tú Quyên đằng hắng một tiếng rồi chợt vênh mặt lên nhìn trời. Chúng tôi lần lượt đi qua mặt bà. Duy ngạc nhiên trước không khí căng thẳng, nó quay đầu nhìn ngó rồi nói nhỏ. Chủ nhà khó tính quá, đi chỗ khác là đúng rồi. Tú Quyên lớn tiếng, nhanh lên còn đi ăn cơm, đói bụng quá rồi. Tầm màn loay hoay cha chìa vào ổ khóa một hồi lâu mới mở được. Cửa vừa kéo ra, chúng tôi không hẹn mà cùng lùi lại vì mùi ẩm mốc từ trong tòa ra. Lần trước, Minh Thì, Hạnh Chi, Tú Quyên và tôi đến phòng chật trội biết bao nhiêu, nay trống rỗng bấy nhiêu, cái bếp dầu và hai cái nồi nằm gọn trong góc giường nền. Giường tầng trên lòng trỏng mấy cái thùng giấy, giường tầng dưới là cái gối, cái đồng hồ báo thức vỏ bằng nhựa màu đỏ hình con mèo một bên tai bị gãy. Bên cạnh là cái máy cassette, một hộp băng màu đen nhỏ bằng quyền vờ. Không phải là cái máy vừa nghe băng, vừa nghe đĩa như trước kia. Vài bộ áo quần của Tâm An treo trên sợi dây căng chéo ngang góc. Một cái thùng đựng sách vở. Hết không còn gì nữa duy nhìn quanh rõ ràng kiểu nhìn tìm kiếm mà không thấy đồ đạc quen thuộc rồi duy ngồi xồm đầu cúi sát đất nhìn vô gầm giường lôi ra đôi dép một cái xô và một cái thau nhựa Tiếp theo truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương, gặp anh Huỳnh, Hoài đã kể sự tình về Tâm An cho anh Huỳnh nghe, lại việc của Minh Thi nữa. Anh Huỳnh gợi ý cho Hoài về công việc bán cà phê ở một quán quen nữa, sẽ hợp với Minh Thi trong giai đoạn này. Hoài rất biết ơn về sự giúp đỡ của anh Huỳnh đối với các bạn câu chuyện về các bạn tiếp theo ra sao chúng mình cùng đón nghe vào tuần sau nhé còn bây giờ những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em